Nó trốn rồi thì mày lôi mày lôi ông sang đây làm cái gì đòi nợ nó? Thì khổ quá thì ông bảo con là sang đòi nợ nhưng mà có mỗi con vợ ở nhà, thế mà bây giờ mà Không không đợi. sao, chồng nợ vợ phải trả. À đúng rồi, chồng nợ vợ phải trả, Đúng rồi. đúng rồi. Thế thì à nhưng mà không được ông ơi, Sao không được? cái hôm hôm đấy là chồng nó là do ông lừa đánh bạc. Mày là người của ông hay người của nhà nó đấy à? Con là người của ông, Thế ai nuôi mày? ông nuôi con. Thế mà mày lại nói thế? Vấn đề là hôm đấy con thấy nó cũng cũng tội thật. Bây giờ nhá, chồng nó thì làm, chồng nó thì nợ, bây giờ lại bắt con vợ nó giả thì có vẻ là mình hơi ác không? Thế nhưng mà ông hỏi mày nhá, Dạ. ông mà không đòi nợ nó Vâng. thì ông lấy đâu tiền Tết này ông trả lương mày? Nhở thì phải phải đòi thôi nhá, Rồi, nên là không đòi được thì mình dỡ nhà nó ra. đúng Vâng, để con gọi, để con rồi. gọi Gọi nhá. đi. Cháu ơi, cháu ơi. Ui giời ơi, mày gọi thế thì thảo nào không bao giờ đi đòi được nợ. Thế thì gọi như nào ạ? Nhìn tao gọi đây. Vâng, gọi đi. Con dậu đâu rồi? Có dạo đâu rồi? Ra đây ông bảo. Ra đây. Dạ. Ông Phú đến ạ. Thế có định trả nợ ông không? Năm hết Tết đến rồi. Ô cái gì bộ? Nợ con. Ông ơi ông xem thế nào chứ? Nhà con nghèo thật nhưng mà có nợ nần gì ông đâu ạ. Ôi giời ơi, thế này thì là chồng nó không kể cho nó biết rồi. Này, hôm trước đánh bạc ấy, ông lừa, thua bạc đen, thua nợ ông 50 qua tiền. Ôi giời, chồng tôi đánh bạc đấy ạ. Đúng rồi. Ôi ông ơi, có thật không ông ơi? Thì ông mà phải nói dối mày à? Ông đùa ở nhà mày à? Ôi trời ơi, chồng ơi là chồng ơi. Làm sao mà lại đánh bạc tôi hẳn 50 quan tiền thế này thì làm sao Ôi giời ơi, ông đến đây đòi nợ chứ không phải ông nghe mày rên rỉ nhá. Cái nhà này nó đã viết giấy cắm nợ cho ông rồi, có đúng không? Đúng ạ, cắm nợ rồi. Ôi dồi ôi, chồng con cắm nợ nhà này rồi ạ. Cho nên ông cho mày một ngày để thu xếp, ngày mai ra đường nhá. Ngày mai ra đường. Ông cho người đến cắm đất này nhá. Ông ơi, con xin ông. Con xin ông ạ, con lạy ông. Bây giờ cả nhà cả cửa có mỗi căn nhà này để vợ chồng con chui ra chui vào. Bây giờ ông lấy nhà của bọn con thì bọn con ra ngoài đường ạ. Đấy là việc của nhà mày. Anh nói giúp tôi mấy câu. Nói giúp làm sao được? Nhà không nói giúp làm sao được. Tóm lại nhá, có chơi có chịu nhá. Bây giờ tôi hỏi chồng cô ấy nhá, ngu chết bệnh tật gì. Ông ơi con xin ông ạ, con cắn răng cắn cỏ con lại ông ạ, ông đừng lấy nhà con ạ. Thôi thế này thì ông thương dạ. Ông cho thêm 10 đồng dạ. Ông cho con 10 đồng ạ. Để mà ngày mai ra ngoài đường thì có thêm tí tiền mà tiêu nhá. Ông ơi. Đấy, 10 đồng đấy. Con xin ông con lại ông ạ. Mày xin ông? Dạ. Ông thương mày? Dạ. Nhưng ai thương tiền của ông hả? Ông ơi. Nô. Dạ. Mai cho người sang đây dỡ nhà cắm đất. Vâng ạ. Ông ơi. Con xin ông. Sen đâu? Nó Sen đâu? Con đây ạ. Mày làm cái gì mà để gọi mãi thế? Dạ ông gọi gì con ạ? Ra xem ngoài ngõ có đứa nào trêu để chó sủa mãi thế. Trời ơi, con nghĩ là mấy đứa trẻ con nó cứ lượn qua lượn lại thôi. Mà con chó nhà mình ấy nó cứ thấy người lạ là nó sủa à. Mà nó con chó nhà mình mà mày chỉ tay vào mặt ông, thế là thế nào? Đâu ạ? Lần nữa ông chặt mày. Vâng, thế con cất tay đi ạ. Rồi, đi ra ngoài xem, đứa nào trêu thả chó ra. Vâng ạ. Sao? Ông ơi. Cái gì?
Có người làng bên bảo là muốn gặp ông ạ. Người nào xin gặp ông à? Muộn thế này rồi, đuổi nó đi. Ôi nhưng mà ông ơi, con thấy người ta bê cái gì ạ? Bê cái gì à? Vâng. Thế được rồi, ra cho họ vào đây. Vâng ạ. Vào đi. Dạ, con chào ông Phú ạ. Ừ. Biết là muộn, nhưng mà con có việc, vẫn vào làm phiền ông ạ. Nhìn thế này, ta biết là có việc rồi, lại sang xin trỏ hay vay cái gì hả? Chả giấu gì ông, con với ông là chỗ người nhà, con cũng xin nói thẳng. Người nhà nào? Ông không biết à, nhà con với nhà ông là cô họ đấy. Cố ngoại ông với cả cố ngoại con là gọi nhau bằng gì? Ta không có họ hàng như mày vừa nói nhá. Dạ. Con trình bày với ông vấn đề thế này. Nhà con cháu nó bị ốm. Ốm thì liên quan gì đến nhà tao hả? Thì đấy, con sang nói chuyện với ông. Cháu nhà con nó bị ốm. Ốm thì liên quan gì đến nhà tao hả? Con biết là không liên quan, nhưng mà con cần tiền thuốc thang tẩm bổ cho nó. Này, tiền nhà ông không phải là lá đa nhá. Cứ thích để sang đây để xin tiền à? Con không có xin ạ. Con biết là ông là người đam mê đồ cổ hay chơi đồ cổ. Con có bình gia bảo mấy đời truyền lại, rất là quý. Con đem sang để bán cho ông ạ. Này, nhìn đi những mặt này thì làm gì có đồ gia bảo để lại hả? Có đấy ông ạ. Tổ tiên con chả để lại cái gì, chỉ có mỗi cái bình quý này. Con biết ông là người đam mê đồ cổ, con mang sang để ông xem. Cái bình này men dạ, bán ở ngoài phải được 500 quan tiền đấy ông ạ. Ông xem nào. Trời ơi, cái này thì cổ gì? Cổ mà ông. Cổ à, 500 quan tiền ấy thì mày mang đi nơi khác mà bán nhá. Ở đây ông không mua 500, mang đi nơi khác mà bán nhá. Thế ông mua được bao nhiêu? 5 đồng. 5 đồng? 5 đồng thì con không bán được. Ừ. Ông có giả thêm thì con mới bán. Giả thêm thì mày định bao nhiêu? 10 đồng được không? 10 đồng cũng không bán được. Ông trả rẻ thế, thì con xin phép con mang về. Thôi được rồi, để đây ông bày cách cho. Có cách gì hả ông? Thế này nhá, cứ để ở đây, có khách nào đến mua mà trả cao ông sẽ bán cho. Thôi thế cũng được ông ạ. Ừ. Con thì đang rất cần tiền, nhưng mà con thống nhất với ông thế này nhá. Khách trả bao nhiêu phải được sự đồng ý của con, hai ông con mình thống nhất ông mới được bán nhá. Ờ, được rồi. Phải được 400-500 đồng mới bán thì con gửi ông ở đây nhá. Ê. Bây giờ con xin phép ông con về. Cũng muộn rồi, không dám làm phiền ông nữa. Ờ, về đi. Đúng là thằng ngu. Để ở đây ông vừa được ngắm mà bán ý, ông không phải bỏ vốn mà lại có lãi. Có 10 ngày ạ. Có 10 ngày. Ừ. Cho ta hỏi, có đúng là nhà ông chủ của cô là chuyên buôn bán đồ cổ hả? À, dạ vâng, đúng rồi ạ. Ông con nổi tiếng là người có nhiều đồ cổ nhất cái tổng này luôn. Bởi vì nhà nào mà có đồ cổ là ông con đến bắt nợ hết mà. Mồm, à, cái dạ. Mồm à, con chào ông ạ. Dạ vâng, thế con xin phép xuống dưới ạ. Chào ông. À, chào ông. Mời ông ngồi. À,
Tôi nghe nói là ông chuyên buôn bán đồ cổ nên hôm nay tôi có mặt ở đây. Thì ông nhìn xem, nhà tôi có đầy đủ tất cả mọi đồ từ đời xưa để lại. Xem qua đã thấy ông quả là một người tinh tường, rất là am thông. Thế chả hay hôm nay ông đến đây là có ý định giao lưu hay là chỉ bảo gì tôi về món đồ cổ đây? Không, thật là không dám. Thú thật với ông là đời các cụ nhà tôi từ xa xưa có thất lạc một chiếc bình gia bảo. Tôi có trách nhiệm phải đi tìm lại để mang cái bình đó về dâng lên tổ tiên để làm ấm lòng những người đã khuất. Nghe như thế là tôi đã thấy quý trọng những người có tình có nghĩa như ông. Thế ông thử xem đằng trước đằng sau xung quanh ông đây có cái bình nào hợp với ý của ông không? Thú thật là nhà ông có rất là nhiều bình quý, đồ đẹp. Ví như hai chiếc lục bình này. Nhưng tiếc thay. Sao? Tôi lại không cần chúng. Tôi đang đi tìm một chiếc độc bình. Độc bình à? Độc bình à? Ông thử xem cái này có đúng không? Trời ơi! Sao thế? Muỗi đốt à? Ông bị muỗi đốt à? Tôi không mơ đúng không? Không! Tôi đang tỉnh đúng không? Đúng rồi! Tổ tiên ơi! Đây là cái bình thôi, không phải khóc. Tổ tiên nhà tôi đấy. Các cụ nhà tôi đây rồi. Ông ơi, chiếc độc bình này đã thất lạc bao nhiêu năm nay. Tôi dùng cả tâm huyết, cả tuổi trẻ của tôi để đi tìm. Ấy vậy mà bây giờ mới thấy. Các cụ ơi, tôi sẽ đưa tâm huyết này, tôi sẽ mang chiếc bình này về để dâng lên tổ tiên. Mang là mang thế nào? Đây là của tôi mà lại mang. Đúng rồi, của ông à? Ừ. Thì ông phải bán cho tôi chứ. Thì tôi cũng bán. Ừ. Thế nhưng mà tôi bán này là tôi quý trọng cái tình cảm của ông đối với tổ tiên. Vậy ông có bán cho ta không? Có, nhưng mà... Ở đây ta có 500 đồng. Ta xin trả chiếc bình này 500 đồng. Hả? Mong ông đồng thuận. 500 đồng? 500 đồng. Nếu được ta xin trả tiền luôn và mang chiếc bình về. Ông bán cho ta chứ? Ông nói lại xem nào. Ta xin trả chiếc bình này 500 đồng. Nhưng mà cái bình này cũng rất quý với gia đình ta, cho nên vì thế ta phải chờ bà ấy về để thảo luận với nhau. Nếu bà ấy đồng ý thì ta mới dám bán. Theo tôi thì với cái giá như thế thì chắc là bà nhà cũng đồng ý thôi. Tôi không có thời gian đi lại. Ông cứ bán ngay cho tôi. Không không. Để tôi mang về với tổ tiên nhà tôi. Không được. Để cho các cụ nhà tôi ấm lòng ông ạ. Được không được. Tôi phải chờ bà ấy về. Phải chờ bà ấy về để hỏi ý kiến bà ấy chứ. Kể thế cũng phải. Ông biết rồi. Việc gia đình là phải có thuận vợ thuận chồng. Tôi thì hiểu. Nó dễ hơn. Tôi chia sẻ. Tôi hiểu, tôi hiểu.
để có lòng tin với nhau. Tôi xin đặt trước ông 100 đồng, chỉ mong ông giữ và không bán chiếc bình này cho ai nữa ngoài tôi. Ông đặt đây 100 đồng. Dạ. Là một niềm tin của ông đối với tôi. Mong là ông giữ lời. Tôi sẽ giữ lời. Thôi được rồi. Ngày mai vào giờ ngọ, tôi sẽ qua rước chiếc bình này về với tổ tiên nhà tôi. Tiền tôi sẽ trả đủ. Vào ngày mai. Ông cứ về bàn với bà ấy đi. Giờ xin phép ông. Cho tôi lui gót. Xin phép ông nhá. Có sen, mày tiến ông ra cổng. Ôi giời ơi. Đúng là cái nghề buôn nước bọt. Thế nào rồi? Thế ông Vũ đã chuẩn bị tiền để sang mua bình của lão Phú chưa? Thì vẫn chuẩn bị đấy. Nhưng mà thế nào rồi? Bán chưa? Hắn tìm sái cổ. Bán rồi. Ông Phú. Ông Phú ơi. Ông Phú có nhà không? Ra con nhờ tí. Thằng nào mà réo rắt ông từ ngoài ngõ thế? Dạ ông, con ạ. Mày sang có việc gì? Thưa ông, con hôm nay sang thưa chuyện với ông, cho con xin lại cái bình. Mấy hôm trước, cháu nhà con nó ốm, con thiếu tiền. Nhưng mà nay cháu nó đỡ, mà con cũng kiếm đủ tiền rồi, nên con không bán nữa. Tại sao? Tại sao lại thế? Con kiếm được tiền rồi không ạ? Ông biết rồi. Cái bình của con là của gia tiên để lại. Con mà bán đi, nay mai thác xuống, các cụ quả chết. Trời ơi, chết rồi là hết. Ai biết đâu đấy mà gia tiên với cả để lại. Ông nói cho mày biết nhá, ông trả như thế, mày bán cho ông đi. Con không bán đâu ạ. Ông để đâu, để con vào con lấy. Đứng lại. Mày cứ sồn lên thế hả? Lúc gửi thì gửi bằng được, mà lúc sang lấy bằng được. Mày cứ ngồi xuống đây thế nào. Thì của con thì con lấy. Ông biết là của mày rồi. Nhưng bây giờ thế này, ông nói cho mày biết, con mày đang ốm thì cần phải bồi bổ. Thế chẳng nhẽ bồi bổ bằng bình à? Cho nên bán bình đi có tiền, lấy tiền đấy mà bồi bổ cho con. Bình gia bảo nên không bán ông ạ. Không bán là không bán thế nào? Mày nghe ông kể đây này. Đêm qua ông nằm mơ, nhà mày với nhà ông có cụ tổ về, có nói cái bình gia bảo đó phải có trách nhiệm giữ lại. Vì thế để ở bên nhà mày hay để bên nhà ông đều được. Nhưng mà nhà mày nghèo, làm gì có tiền để ông giữ cho nhá. Bây giờ 50 hào không bán, 100 hào có bán không? 100 hào con cũng không bán. Sao thế? Sao không bán? Không bán được. Chả sao cả. Ông bảo này, thôi, ông hết nước hết cái với mày rồi. Mày với nhà ông là có họ với nhau đấy nhá. 200 có bán không? Con đã bảo bình ra bảo không bán được mà. Còn đứng lại. 300 có bán không? 300 con cũng không bán được. Con không thể bán được không ạ? Ông cho con xin lại. 300 mày phải bán. 300. Ông chuẩn bị đấy rồi, cầm lấy tiền, về. Nhưng mà con không có nhưng mà gì à? Cút. Vâng.
con bán cho ông. Khổ vì lão ăn cho lắm thì bây giờ phải oẹ ra còn gì nữa. Này, của tôi là có phần 100 quan trong này. Đương nhiên rồi, 300 quan, 100 tiền vốn, được lại 200. 300 quan. Ui giời, giỏi quá. Này, chia nhá, 300 quan, vốn 100 quan, được lãi 200 quan. Tôi 100 quan, cậu 100 quan đây. 100 quan của cậu. 100 đây hả? Sao thế? Thế còn chị dậu? Nghĩ mà thấy tội quá. Tội thật. Bà cứ bình tĩnh để tôi giải thích thế nào. Ông có gì để giải thích hả? Là bây giờ ông nói đi. Tôi cho ông để ông nói đấy. Nhanh lên, ông đừng để tôi lên cơn điên. Thế bà cho tôi ngồi xuống để tôi nói. Rồi, chả là thế này. Các cụ ở trong đình ấy đang nói xấu phụ nữ. Hả? Nói xấu ai? Nói xấu phụ nữ là ai? Đấy là phụ nữ ở trong làng ta ấy. Tôi đã bảo không, đấy là ai chứ, vợ tôi là không xấu được, vợ tôi đẹp lắm, vợ tôi là thắt đáy lưng ông này, công dung ngôn hạnh này. Các cụ bảo là ôi trời ơi,
vợ ông có một thắt cổ, lưng gì đấy 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 lưng voi ông cái gì mà công gì công Ngô Hạnh có một sư tử Hà Đông. Thôi không thì tôi bảo là không, vợ tôi là như thế mà. Thì các cụ lại bảo vợ ông à không thể bằng cái con hến ở trong làng được. Tôi mà không bằng cái con hến nhé. Không, đấy là các cụ ấy nói. Các cụ ấy bảo là cái con hến ấy, người nó đẹp lắm, nó thắt đáy lưng ông này, thế rồi là nó lại còn lẳng lơ nữa. Thế thì tôi bảo, thế thì phải để tôi đi thử xem. Hả? Thế là bây giờ cháy nhà ra mặt chuột nhá. Thế là ông vẽ ván con hến đúng không? Ông ra ông tầm tem nó đúng không? Để nó chửi ra mặt cho đúng không? Bà ơi, con nói ông nhà mình thực ra là chưa sờ vào người con hến đâu. Ông nhà mình mới chỉ sờ vào cái lưng áo của nó thôi. Thì nó mới bù loa lên. Mà bà biết đấy, ở trên đời là không có ai ăn không ăn hỏng của ai cả. Con hến này nó chưa thấy tiền đâu mà ông sờ vào người nó mới bù loa lên đấy chứ ạ. À? Đấy, thế là cái máu dê ở trong ông nó trỗi dậy rồi đấy đúng không? Hả? Không. Ông bôi dao chắc chấu vào mặt ông tôi như thế à? Tôi truyền hồn báo danh cho ông biết nhá. Từ bây giờ nhá, là ông không đi đâu hết, cả Tết này ông ở trong nhà cho tôi nhá. Nhá, ông đừng để tôi tăng sông, ông đừng để tôi lên cơn điên nhá, mà tôi... Bà ơi, sao bà không cho tôi ra ngoài được? Tết mà bà không cho tôi đi thì... tôi còn thu Tết làm sao được. Đấy không phải việc của ông. Đã có tôi với lại thằng Nô rồi. Nhưng mà cả năm có một cái Tết để mình đi thu. Thế mà bây giờ ở nhà thì thu vào đâu được. Thôi được rồi. Thằng Nô. Dạ. Bà truyền hồn báo danh cho mày biết nhá. Tết này mà ông đi thu nhá, mày phải hộ tống ông đi đến nơi về đến chốn. Thu xong về luôn, cấm tạt ngang tạt ngửa nhá. Bà mà biết mày để ông tạt ngang tạt ngửa thì bà tao cắt luôn nhá. Mày nghe rõ chưa? Mà mày đi bơi nhá, tao thả mày xuống sông luôn đấy. Ê mà bà ơi, con có trách nhiệm hầu hạ ông, nhưng làm sao con kiểm soát được hành động của ông mà bà? Mày phải kiểm soát được nhá. Thêm một lần nữa mà mày để bà xấu hổ nhá, mày để ông bôi do chắc chấu vào mặt bà nhá, tao thì tao đóng vợ mày, tao thả cho mày trôi sông luôn đấy nhá. Tao mệt quá rồi, không thể ngồi đây để nói chuyện với ông được nữa rồi. Bắn đi. Đốn. Ôi ông ơi, tình hình này chắc là con ở vậy không dám lấy vợ đâu ạ. Cái gì? Sao lại không lấy vợ? Nhà phải có nóc chứ. Cái gì đấy? Nóc nào? Không. Tôi đang dạy cái thằng Nô này là nhà này là bà là cái nóc nhà, cho nên phải nghe theo bà. Mày rõ chưa? Dạ. Đứng lại! Ông có mạnh không? Cấp à? Khổ quá! Em chọn lấy tiền của vợ em. Ừ. Thế mà nó đánh em sưng cả mồm như này. Ôi giời ơi! Sưng hết cả mặt mũi. Bà nghĩ cách nào bà cứu em với? Thật. Ông chạy đi đâu? Đâu rồi ông, đứng lại không? Này. Cô, cái chuyện gì thế cô? Bác ơi, em hỏi bác nhá. Bác có nhìn thấy lão chồng nhà em chạy qua đây không hả bác? Lão ấy chạy hướng nào hả bác? Không có thấy chú ấy đâu. Thế nhưng mà có chuyện gì thế? Ôi giời bác ơi, em khổ lắm bác ơi. Hai vợ chồng tiết kiệm được một chút tiền để mà Tết, lấy tiền tiêu Tết. Thế mà lão chồng nhà em nhá, nó lại dám lấy hết tiền để mà đi nhậu nhẹt uống rượu bác ạ. Ôi, điên quá. Thế em à? Điên quá. Lấy hết tiền Tết của vợ để đi nhậu à? Vâng. Trời ơi, thế thì đánh cho chết. Đúng rồi ạ. Cứ đánh cho chết cho nên rửa cái gì. Sao đánh con? Thế nhưng mà... Dạ? Tôi nói thật nhá, nói thế thôi, chứ đàn bà ấy, mà cái đòn gánh này để gánh vác ở trên vai,
chứ đem đi đánh chồng ở ngoài đường ngoài chợ như thế thì người ta cười chết. Em cũng biết chứ, nhưng mà em điên lắm, em phải đánh nó mới chừa bác ạ. Thôi thì có gì ấy thì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau, chứ làm mầm mỹ này thì không hay đâu nhá. Thế em hỏi thật, bác có nhìn thấy lão chồng em chạy qua đây không ạ? Nhìn thì tôi không nhìn thấy chú ấy. Ôi. Nhưng mà tôi thấy có người nhảy xuống dưới sông này. Đúng rồi, không biết có phải là chú ấy không? Có người nhảy xuống dưới sông? Ừ. Ôi trời, chồng em đây. Mình ơi, Mình ơi. Thế là chú ấy à? Cười cái gì? Cười gì? Ông dọa có một tí đã cười, đã sợ hết cả vào rồi. Ê, điều đó chứng tỏ là vẫn còn thương chồng lắm. Ừ này, thôi tôi nói thật với cô nhé, thương chồng như vậy ấy, thì vợ chồng có gì thì về đóng cửa bảo nhau, chứ đừng làm mà Mỹ ở làng xóm này thì người ta cười cho nhá. Thì em cũng biết là như thế. Ừ. Nhưng mà em phải đánh nó mới chừa được bác ạ. Thôi tôi đã khuyên như thế rồi, nhưng mà bây giờ tôi nói thật nhá, tôi nói đùa thế thôi, chứ không phải chú nhảy xuống sông đâu. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật thì cô phải hứa với tôi nhá, là không được đánh chú nhá. Thì bác cứ nói đi. Như cô hứa đi. Thì em hứa. Ừ được rồi, hứa thì bây giờ tôi nói thật nhá, chú ấy là chú chạy theo hướng này này. Đấy. Nhớ là gặp chú ấy là phải nhẹ nhàng nhá. Thế là lão chồng nhà em chạy hướng này gì à? Rồi nhá. Chạy hướng đấy đúng không? Quả này nhá, em bắt được nhá, em đánh cho như tử. Ôi này. Ôi trời ơi, vừa mới hứa xong lại thế à? Đúng là đàn bà không tin được đàn bà hứa đó. Không thể tin được bác ạ. Vừa mới hứa xong tí nó gặp nó đánh ngay. Thế nhưng mà bây giờ tôi hỏi thật chú nhé, thế chú làm sao mà để nó vác đòn gánh nó đuổi nó đánh thế? Khổ quá, em có làm cái gì đâu. Chẳng quá em ăn trộm ít tiền để mời cụ Lý đi ả đào. Thì hôm đấy là cũng rượu vào vui quá, cho nên là em cũng cho cụ vui, cho nên là em cho hết, không cầm đồng nào về. Thế nó mới điên, nó mới đánh em. Cái tội đấy nó đánh là phải rồi. Bác thử nghĩ chứ, mình đường đường nó đứng nam nhi thế này, ra đường là nhìn ối người sợ, về nhà là kẻ hổ người hạ đủ cả. Thế mà hở một tí nó đánh thôi, như tử. Ở cái làng này ấy, em có lẽ là người đen đủ nhất thì lấy phải con hổ bồ. Thì tưởng thế nào chứ, giống ông con ở nhà, ông con cũng bị vợ đánh suốt. Người láo lắm, tao đánh cho mày vỡ mõm đấy. Thế bác ơi, ở nhà là bác là cũng giống như em. Giống là giống thế nào? Tôi đường đường là một trọc phú, vợ tôi vớ vẩn tôi đập chết chứ gì. Nhưng tôi nói cho chú biết nhá, vợ tôi mà giống như vợ chú rồi nha, tôi đánh chết. Vâng. Ôi trời ơi, ông thật là có chí khí. Chí khí chứ còn gì nữa. Thế em hỏi thật, bác có cái cách nào trị vợ thì bác bảo với em với, chứ em khổ lắm rồi. Tôi nói thật với chú nhá, vợ thì nó cũng dăm bảy đường vợ, nhưng mà mình phải hiểu được vợ như thế nào chứ. Vợ của chú khác, vợ của tôi khác nhá. Cái điều quan trọng là ta phải tìm được tận gốc, hái được tận ngọn. Tức là như đó là như thế nào ạ? Giống như là trồng cây ấy. Giống như là chăm sóc cái cây bonsai ấy. Thì là mình muốn cong thì mình sẽ uốn thành cong, mà mình cho nó thẳng thì cho nó thẳng. Không, nhưng vợ em lại muốn nó phải vẹo. Vẹo? Vẹo gì? Vẹo thì chú vặn nó lại. Vặn lại. Ông ơi, thế thì con hiểu rồi đấy. Chị vợ là vặn vẹo đúng không ông? Mày ít cái mồm. Chú đã hiểu chưa? Em chưa. Thôi, bây giờ thế này. Để hiểu sâu hơn thì em mời bác về nhà em, chúng ta làm bữa rượu. Rồi em từ từ em sẽ hiểu. Được không ạ? Vâng. Để em về chỗ. Chú. Dạ. Sao ạ? Này, nhưng mà vừa rồi ấy, tôi thấy vợ chú cầm cái đòn gánh, bây giờ tôi với chú về liệu có ổn không? Không, không ổn đâu. Không ổn thì về đây chết à? À mà ổn á? Bởi vì em
đi cùng với bác cơ mà. Mà uy của bác như thế này, chắc chắn vợ em nó phải để mặt, nó phải sợ chứ, đúng không ạ? Có lý. Bác, đi luôn bác. Ông ơi, hả? Thế thì ông con mình lại có cỗ à ông? Lại có. Đi ông. Đây, mời bác ngồi. Ừ. À, trời ơi, vẫn đau thế à? Vợ em da đòn nặng quá. Ông lau máu kìa. Do rót nước ra đi. Dạ. Ôi thì... Thế sao chưa thấy cố bàn gì nhỉ? Em nghĩ là cái tình hình này có thể hôm khác quá. Chứ em đau lắm. Mà bây giờ mồm mép em như thế này, uống nó cũng khó. Mà em cũng không biết là tí nữa vợ em nó về, có khi nó lại lanh tanh bảnh hết, nó lại tẩn em tiếp. Chú buồn cười. Chú mời tôi về đây để ăn cỗ, để uống rượu, để tôi bày cho chú cách đối phó với vợ chú. Thế mà chú lại bảo là thôi, thế có nói chuyện gì? Ông ơi. Chắc là tiệc bữa cỗ đấy. Có thể như thế đấy. Chú tiếc tôi bữa cỗ chứ gì? À, không, ăn uống với em với bác thì em tiếc cái gì đâu. Nhưng mà cái tâm trạng của em bây giờ nó bất an. Nó hồi hộp, nó lo lắng, nó sợ sệt chứ bác ạ. Chính vì thế mà em nghĩ ăn nó cũng không ngon. Thôi được rồi, thế bây giờ thế này nhá. Chú cứ đem rượu ra đây. À vâng, rượu. Rượu thì nhà em lúc nào cũng sẵn. Nô. Dạ. Mời vào, bảo con Sen mang cho ông chai rượu ra đây. Dạ, ông để đâu ạ? Bảo nó biết, ở dưới gầm giường. Dạ, vâng ạ. Bác. Bác phải nghĩ cách cho em. Chứ... em sống cũng không bằng chết như thế này, khổ tâm lắm. Thì đúng rồi. Hôm nay là tôi sẽ bày cho chú một cái cách rất hay để chú có thể trị được vợ chú. Được thế thì còn gì bằng. Chứ sao, bác... tôi là có nhiều kinh nghiệm lắm. Có gì thì bác cứ dạy bảo luôn đi ạ. Dạy bảo làm sao được. Rượu vào thì nhời nó mới ra được. Em hiểu rồi. Chứ có rượu sao mà nhời nó ra được nhá. No. Đây à, rượu đây. No, thế. Dạ. Ra rượu đi đã. Ra rượu đi đã. Rượu vào thì mọi chuyện. Ui thơm lắm ông ạ. Rượu nhà ông đúng là rượu ngon đấy. Ngon cũng không đến lượt mày. Ra rượu nhanh lên. Đây ạ. Dạ đây. Thôi em mệt thì mệt cũng phải kính bác một ly. À, bây giờ tôi nói cho chú biết nha. Cái chung quy các bà ấy ghen chúng ta là chỉ vì cái chuyện chúng ta cứ hay đi tỏn tém. Chú hiểu không? Cho nên là bây giờ là chúng ta phải hết sức cảnh giác cái việc đấy. Đừng để cho các bái biết thì đánh mình là phải thôi. Ôi, em nói thật với bác. Khi tỏm tem đấy là nó ăn vào máu em rồi. Không thể nào bỏ được. Bây giờ bác bảo ăn vung mà lại biết chùi mép thì lại tài quá. Em không để ý cái chuyện đấy đâu. Cho nên là cái cách đấy thì em thấy là không ổn. Thì đấy, can cái tội là ăn vụng không biết chùi mép. Cho nên nó mới đấm cho vào mép sưng bếu lên kia. Tôi thấy chưa? Cách đấy em nghĩ em không làm được. Bác xem bác có cái cách nào khác không? Thế cái cách đấy chú không làm được cái gì à? Em không... À thôi được rồi. Bây giờ tôi mách cho chú một cách này thứ hai. Cách gì? Là uống rượu thật say vào. Nha. Nó say vào là nó máu mình nó bốc lên là mình có thể mình đánh lại nó được. Mới lại nó có đánh mình thì mình cũng không đau. Nhớ không? Cách đấy có hay không? Không được đâu.
ôi ôi. Em nói cho bác nghe nhé. Bình thường ấy là em nhìn một vợ là em đã sợ lắm rồi. Ừ. Bây giờ bác bảo em uống rượu say vào, em nhìn thành hai vợ thì cái nỗi sợ của em nó còn dâng lên gấp đôi ấy. Em không thể chịu được đâu. Chú đúng không? Khó nhỉ. Vâng. À, thôi được rồi. Bây giờ tôi có cách này hay lắm. Nhất định chú sẽ trị được vợ chú. Cách gì bác nói nhanh lên. Ờ, đây thế này nhá. Vâng. Kế hay, kế hay. Kế hay thì phải rượu ra chứ gì. À vâng. Chắc chắn là sẽ phải có một mâm cỗ. Nô, vào bảo gia nhân mang cỗ lên đây. Dạ. Rượu quá ngon. Vâng, em phải ngon. Thằng kia rót rượu. Ông ơi, hết rượu rồi. Hết rồi. Sao lại hết rượu? Ông, sao lại hết rượu? Từ uống thế rồi bác ạ. Bốn bầu rồi. Bác phải để cho em tỉnh táo. Để đến tí nữa em còn làm theo những cái gì mà bác vừa mới chỉ bảo chứ. Bốn bầu gì à? Vâng. Rượu là ngon đấy nhá. Hôm nào mang cho tôi một hũ nhá. Một hũ gì ạ? Ôi, hôm nào bác sang đây uống thì em lại uống với bác hai hũ. Lo cái gì rượu thì em có mà đầy. Chú nhớ nhá. Cái gì đấy? Hả? Vợ em nó về. Hả? Ôi trời ơi, chú vợ về làm sao mà phải sợ thế? Lần nào vợ em nó về, nó nhìn thấy em uống rượu là nó cũng tẩn em tơi bởi hoa lá. Không sợ nhá, hôm nay có tôi ở đây rồi là chú không sợ. Hiểu chưa? Cứ đứng lên này, cứ làm theo ý tôi đi. Phải rồi. Cứ thế. Có bác ở đây thì tại sao phải sợ? Không có sợ nhá. Rồi ơi, cái ông này, bây giờ ông còn lôi người về nhà để bà nhậu nhẹt uống rượu như thế này hả? Mày nói ai? Nhà nào? Tao đang ngồi ở quán. Quán nào? Đây là nhà chứ quán nào? Ông đứng dậy ngay cho tao. Bỏ tay ra. Cái con Đào này, ai gọi nó đến đây? Ôi trời. Thằng Lô mới gọi đến đây à? Con Đào nào? Đuổi nó vào cho tao. Con Đào nào? Tôi là vợ của ông cơ mà. Này, nhá. Vợ nào? À, vợ nào? Hả? Không có vợ. Ai rồi ơi, ông còn đẩy tôi đấy nhớ cái ông đấy. Tao đã có vợ rồi, mày bỏ tay ra. Đúng rồi. Mày đừng có quyến rũ tao. Tao ghét nhất là đàn ông có cái thói trăng hoa, nhớ chưa? Tao cũng không có tiền để cho mày đâu, mày cút ra ngoài cho tao. Để cho tao được uống rượu. Đấy, cô thấy chưa? Bỏ tình trạng mới đừng có gần tao làm gì. Cô thấy là chú yêu cô, yêu vợ, hướng vợ đến như thế nào chưa? Chỉ có vợ thôi, nhất vợ nhì giời. Dạ. Thế mà cứ đánh chú như thế nào? Trời ơi, em có biết đâu là chồng em yêu em như thế. Ô Minh ơi. Bỏ tình trạng mình. Em là vợ của mình mà. Đã bảo là bỏ ra thì mà nó buồn cười chứ nhỉ? Thôi bác ơi, em dìu chồng em ở bên trong nhá. Say quá nhỉ? Dạ. Ừ, mà say là thật lắm. Thế cho chú đi nghỉ đi. Nha. Mình. Buồn cười. Người say là người thật. Đây là cô là bám vào tôi đấy nhá. Không, em vợ của mình mà. Trời ơi, yêu mình quá. Mày thấy chưa? Mày thấy kế của ông mày giỏi chưa? Mà bây giờ hết rượu rồi còn ngồi làm cái gì? Hết rượu rồi đúng không ạ? Sao? Con bảo ông này, trong cái khó nhiều khi lại ló cái khôn. Cái cách này của ông thông minh thật đấy. Chứ sao nữa. Ông này. Nhưng mà thôi, sắp tối rồi, ông về đây nhỉ? Trời sắp tối rồi ông ơi. Thôi đi về sớm đi. Ông bà lại tẩn chết. Mà bà có tẩn ông đâu, toàn tẩn con đấy.
Rồi đây đây, đằng này. Không tẩn mày thì tẩn ai? Chẳng nhất tẩn ông à. Ông sao mà tẩn ông? Đây, ông đi cẩn thận nhá. Đây, ông đưa tay cho con. Ông ơi, tự nhiên mày được bữa cỗ ngon nhỉ ông nhỉ? Phải nói là cỗ này của nó ngon đấy. Đây đây, ông ngồi đây. Cái điều thú vị là hôm nay ông học được nhiều điều. cái thằng chú em thế mà khá đấy. Dạ, con để múc ông ở đây nhé. Ông ơi. Ông. Cái gì đây? Hôm nay con chót uống mấy ngụm rượu. Ông cho con ngồi nhá, chứ con đứng đây con mệt lắm. Chẳng phải láo nhỉ, nhưng mà ai cho phép mày để uống như thế? Nhưng mà thôi được, mày ngồi xuống đây ông bảo. Ê dạ. Lần sau ấy nhá, không được uống ngụm trộm kiểu ấy, nhớ. Không, người ta cười vào mặt ông là không biết dạy tôi tớ trong nhà. Thì ông thấy đấy, hôm nay là cỗ bản ê chề ra, con có được miếng nào đâu, chỉ dám uống vài ngụm rượu nho nhỏ thôi. Mà tao nói cho mày biết nhá, mày không được uống rượu như thế. Uống thế mày say thì ai đưa ông về hả? Ôi, ông ơi, ông nói to thế, muộn rồi, bà mà nghe thấy bà ra bà đánh chết. Tao đấy sợ nhá. Bây giờ tao là cái nóc nhà này rồi, tao là chủ cái nhà này rồi. Hôm nay là tao học được nhiều điều, bây giờ tao khác, tao đấy sợ. Ôi ông ơi, ông ấy, có lẽ ông tỉnh cho con nhờ. Ông uống rượu từ chiều đến giờ mà sao vẫn chưa tỉnh thế hả ông? Thì tao đã say đâu mà tỉnh. Rồi ôi, mọi khi về ông say sưa thế này, bà toàn đánh con nhưng có đánh ông đâu. Con toàn là người chịu đòn thôi. Đúng là các cụ nói nó có sai. Châu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Láo nào, mày bảo ai là châu ai là bò? Dạ, con không dám. Bây giờ đi vào lôi cổ bà ấy ra đây, lấy nước rửa chân cho ông. Đi đi. Dạ. Láo nào. Bây giờ đến Ngưng mới chọc mắt được một tí gì. Ôi, tôi đã bảo rồi. Gì đây? Tôi đã chuyển hồn báo danh cho ông là ông có đi thu nợ, thu nần gì xong một cái thì ông phải về nhà luôn cơ mà. Hả? Vẫn lại nhậu nhẹt say sưa bí tỉ như thế này à? Hả? Tại sao tôi nói mãi mà ông không hiểu thế hả? Mà cái thằng nô đâu? Ta đã bảo mày là đưa ông đi đến nơi về đến chốn rồi mà mày vẫn để ông nhậu nhẹt như này à? Bà nhá, bà thì bà thả trôi sông mày nhá, cái thằng nô nhá. Cái con này láo nhỉ? Buông tao ra. Ông bảo là ai lão? Ông bảo ai lão? Cái con này mày buông tao ra. Cái lão này, tao là người có vợ rồi nhá. Vợ tao là đẹp nhất cái vùng này. Nó ngoan ngoãn, nó hiền lành, chứ vớ vẩn như chúng mày. Này, tao nói cho mày biết nhá. Vợ tao là nhất luôn. Cái gì vậy? Bình thường thì chẳng thấy nói như thế. Bây giờ phải mượn rượu vào thì mới nói được những lời này với người ta. Thì những người uống rượu là người ta nói thật. Đi vào đi nghỉ nào. Người thì cái gì? Sao tao lại nghỉ với mày nhỉ? Tao phải nghỉ với vợ tao chứ. Rồi vợ đây rồi. Nào thì đi vào đi nghỉ nào. Vào đi nghỉ hả? Thế à? Ô thế này là hóa ra là hến này. Thế mà anh cứ tưởng là... Hến nào? Hến nào? Không giỏi nhờ. Hóa ra là ông vẫn tư tưởng đến con hến đúng không? Nó chửi vào mặt cho trước dạ bàn dân thiên hạ rồi mà ông vẫn chưa chừa. Ông vẫn sẽ tù hến nào? Ba tù hến nào? Nó cứu.
Con mời ông ăn cơm ạ. Thấy đào nón mê, thấy nón quai tao đổi đâu rồi. Đắt. Dạ. Tao xem nào. Úi giời ơi, sao mà lấy lắm gạo thế? Ăn ít thôi, hôm nay mày chỉ nấu nửa bò thôi. Ô, ông ơi, nửa bò thì làm sao mà đủ được ạ? Làm sao mà không đủ, ăn ít thôi. Hôm nay bà không có nhà, cô không có nhà, có mỗi tao mày, ăn gì mà ăn lắm thế? Phải biết tiết kiệm chứ con, thời buổi nó khó khăn, ăn uống nó tiết kiệm thôi, nghe rõ chửa. Con chưa chửa bao giờ nên con chưa nghe rõ. Tiền sư nhà mày. Đất trời là đất, đúng là đầu đất. Bây giờ thế này nhá, tao bảo cái gì thì mày cứ thế mà làm, nghe chưa? Hôm nay không phải đi chợ nữa. Nhà còn cái ít cá khô đấy, mang ra mà ăn nốt đi, không để nó hỏng phía của nhá. Nhanh lên vào bớt gạo đi. Dạ. Nhanh, một nửa bò thôi nhá. Dạ. Mang vào đây. Ngồi xuống đi. Con mời ông xây cơm. À. Nào. Con xin ạ. Ông ơi, sao hôm nay ông ăn ít thế? Ăn ít cái gì mà ăn ít? Thế thế cái gì mà thế thế? Mày có ăn không? Hay để ông ăn nốt? Con bỏ ạ. Đây, ăn đi. Mày ăn ít đi thôi. Bụng ơi là bụng, mày đừng kêu nữa. Mày cứ kêu tao thì tao biết kêu ai chứ. Thôi mày cố nhịn đi. Tao cũng đang phải nhịn như này. Tương thay thân phận con tầm, kiếm ăn được mấy phải nằm nhà tơ. Công nhận khoai của mình vừa to lại vừa bở. Ăn củ này một mình á mà còn nó đến tận sáng mai. Đất ơi, mày đúng là thằng đầu đất. Cứ ngủ đi, ông ăn một mình á. Thơm chưa, thơm chưa? Ông đi đây, ông ăn một mình. Làm cái gì sai nữa, ngon thế.
ăn thịt mình nó lại ngon thế. Ông ăn nửa đi. Còn lâu mà mới ăn được nha. Con mèo mất hết bạch. Ông ạ, sao lại là ông ạ? Ông bị sao đấy ạ? Ông làm sao ạ? Sao à? Làm nào không? Bảo tôi nghe khoa đi. May quá, có mày tao mới vẽ ra cái đống quai hỏng này. Tao chết nghẹn. Mày đi đâu? Đi đâu mà lại vào đây? Dạ bẩm ông, con đi tìm con mèo mất nét. Con mèo bố láo, nó lại cả đêm nó không cho ai ngủ. Xong rồi nó lại ăn vụng nữa ông ạ. Này, dạ. Mày vụng ngay cái tay xuống. Mày xỏ trên ai đấy? Mày chỉ mặt ai mày bảo là mèo đấy hả? Con tìm con mèo thật. Có phải con mèo nó đang kêu ngoài kia không? Dạ. Thôi được rồi, may mà có mày. Ông gọi là đấy đúng không? Dạ. Thôi, ông không sao đâu. Mày phải đi ngủ đi. Phải đi ngủ đi. Đi. Dạ vâng ạ. Ôi giời, tí chết về cái củ khoai. Ông ơi, con mời ông ra xơi cơm ạ. Hôm nay không hiểu làm sao mà tao đói bụt nhủn hết cả chân tay. Nào thì ăn cơm nào. Dạ, con mời ông ạ. Sao lại có thế này thế ạ? Vâng ạ, thì hôm trước ông chả dặn con là ăn uống phải tiết kiệm, nấu như thế này thôi còn gì nữa ạ. Thôi cũng được, thì ăn uống thế này cũng được. Tao đang đói lắm rồi đây. Con mời ông ạ. Để cho ông. Nhờ lắm ông. Quan huyện tới. Dạ đây. Ôi, dạ, con chào quan huyện ạ. Dạ, mời quan huyện vào ạ. Dạ. Ê, nhà lắm ông đang ăn cơm không? Dạ vâng. Ê, chả là thế này quan ạ. Con đang giảm cân. Có ăn uống gì đâu. Ui dồi ôi, ăn thịt ăn cá nhiều vào nó béo lắm. Thế à? Đây là cơm của thánh đất. Con không đang giảm cân, không ăn. Dạ. Thế thì nhân tiện ta đến chơi. Dạ. Tiện bữa ta xin bát cơm. Dạ. Quan cứ nói thế ạ. Quan cứ ăn thoải mái, ăn bao nhiêu cũng được. Dạ mời. Cái món cá khô này là lâu lắm ta không được ăn rồi. Thế ạ. Dạ mời quan ạ. Dạ. Kìa. Thằng đất, lãm ông giảm cân. Chứ ngươi có giảm cân đâu mà phải nhịn hả? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây ăn đi. Quan cho ngồi xuống. Ngồi xuống cạnh quan đi. Dạ, vâng ạ. Quan ạ. Quan xin ông. Quan thưởng lạc ạ. Cái món cao khu này ta thèm lắm. Nhưng mà bà nhà nấu cho ta gặm con lên đi ạ. Ngon rồi. Con ăn rau ạ.
Ngon quá, ngon quá. Lãm ông này. Dạ. Thế từ nay giờ đi cứ giảm cân nhé. Dạ. Chiều nào ta cũng ghé sang thăm. Nha. Được thế thì còn gì bằng. Dạ. Thôi. Lính đâu? Dạ. Đưa ông về. Dạ. Ta về nhé. Dạ. Con lớn về. Dạ. Con lại nhà. Về con lớn. Mày cười cái gì? Tao đang gói nấu hết cả cuộn đây này. Thằng đất, tao đói quá. Ông nói gì ạ? Nói cái gì? Tao đói sắp chết rồi đây này. Mày vào nấu cơm cho ông. Ông thều thào cái gì? Con chả nghe gì đâu. Ông bảo gì ạ? Này, mày còn đứng đấy làm gì? Sao? Tao đói gần chết rồi đây này. Mày vào, vào ngay nấu cơm cho ông. Nấu cơm với cái gì ạ? Ôi dè, ông ơi. Ông cứ nằm nghỉ đi nhá. Bao giờ ông tỉnh, ông bảo con nấu cái gì thì con mới biết được mà nấu. Chứ con nấu mà không vừa ý ông lại chửi con à? Này, này. Này, đâu có chuyện sư bố nha mày. Ôi trời ơi, mình ấy, từ nãy giờ tôi đi theo mình này, tôi nhặt được một đống ruồi muỗi. Quả này á, trưa nay tôi sẽ làm cái món ruồi muỗi xào xả ớt. Ôi trời ơi, ở đâu mà có đấy? Tuổi thế thì tôi thấy là hình như là bu nó hở van hay sao ấy. À rồi, dạ. Con thằng làm nhiều mà chả có ăn. Dạ vâng, con chào phú ông ạ. Phú ông vừa đi vi hành về à? Tao đã đi đâu mà về. À thế ạ, mà ông không đi cũng đúng ấy. Trời nó nắng như đổ lửa này. Đi làm gì cho nó mệt, cho nó vất vả. Nó ảnh hưởng đến long thể. Gớm nhỉ. Dạ. Thằng đầu đất mà hôm nay nói cũng văn phong ra phết ấy. Dạ bẩm ông,
con được như vậy là nhờ đến cái phúc đức của ông ạ. Thế nên là ông cũng dạy bảo cho con nhiều. Mà các cụ đã bảo rồi, làm đầy tớ thằng khôn hơn là làm thầy thằng dại. Thôi chả dám. Tôi làm sao dám nhận làm thầy của anh. Mà các cụ cũng còn có câu ấy, làm thầy cái thằng dại là hại cả ba đời. Ý con là con là làm đất. Dạ. Sao không? Mày có thấy gió mát không? Mát, gió mát trăng thanh à, không có trăng mà thoang thoảng trong làn gió dạ. Có cái mùi hương gì đúng không? À, mùi lúa non phải không? Không hả? Đào rõ ràng thấy cái mùi khoai lúa. Nó phát ra hướng này. Ông ôi, cái gì đấy? Ôi, cẩn thận rắn rết đấy. Ôi dồi ôi, nó nhiều trong đây lắm. Ông đời, đất nhà tao làm gì có rắn mới rết. Mà ông bị cái bệnh yếu tim ấy, mày cứ quát rồi ông giật mình thoát thoát ấy. Mà lại nhỉ, hôm nay là không thấy cái con vợ mày đi theo. Thường ngày nó bám mày như Sam ấy cơ mà. À không, mày bám nó như là cái đuôi ấy cơ mà. Ở làng này cũng lạ thật, nhiều cái thằng đàn ông mà vợ nó quát một cái là chạy cúp đuôi vào, gọi là dạ, bảo là vâng. Thế có phải là sợ vợ không nhỉ? Cái gì? Hình như là có con gì đấy. Vâng, nhưng mà không phải. Nhầm. Mày có biết thằng nào sợ không? Thôi ông ơi, ông cứ vòng vo làm cái gì? Ông cứ nói thẳng đi. Thằng nào? Thằng mày. Nhưng mà không sao, sợ vợ mình chứ sợ vợ ai. Là cái thằng đàn ông phải biết sợ vợ đúng không? À. Nhưng còn tao ấy, là tao không bao giờ sợ vợ. À. Vợ tao ấy, tao gọi là phải ra, dạ. Bảo là phải vâng. Tao quát một cái là đuôi phải cúp, được chưa? Về cái điều này thì con phải học ông nhiều ạ. Cứ không cho tôi đi, cho tôi đi đâu, tôi thoải mái quá cơ ấy. À cái con này, mày vừa nói là mày đi gì? Con nói gì đâu ông con đầu. Mày phóng uế trên đất nhà ông đúng không? À, không, vợ con vừa nói là đi đồng. Đi đồng ở đây có nghĩa là đi làm đồng ha. Làm đồng cái gì? Rõ ràng là có cái mùi khoai nướng. À, mày dám phóng uế ra đất nhà ông. Phen này nhá, cứ lè làng mà phạt. Dạ. Mày sẽ phải khao cả làng, bị cả làng mất mạng. Vợ chồng con xin ông ạ, chồng con là con không nhịn nổi thôi nên mới thành như thế. Nhà con thì con chả có cái gì mà ăn thì lấy cái gì mà đãi làng ạ? À? Lấy cái gì đãi làng tao không cần biết. Dạ. Mày phóng uế ra đất nữa ông là mày phải khao làng, luật ông đã định ra rồi. À, bất chức là bây giờ phóng uế là mình đãi làng. Nếu mà không muốn đãi làng ấy, thì vợ chồng mày đưa cho ông 5 đồng. 5 đồng. Bây giờ ông ơi con xin ông đấy ạ. Nhà chúng con nghèo làm gì có tiền mà. Ăn thì còn có, chả có mà ăn. Bây giờ ông bảo 5 đồng. Bán cả nhà con đi chưa được 2 đồng thì ông bảo lấy 5 đồng. À, không có 5 đồng đúng không? À. Không muốn đãi làng đúng không? Không phải là không muốn mà không có. Không có. Nhưng mà chúng mày phóng uế ra đấy là chúng mày phải đãi tao. À, hiểu rồi. Trời ơi, ông nhì. Thế tóm lại là ông muốn ăn gì? Đúng rồi. Chúng mày phóng uế ra đất nhà tao. Dạ. Thì phải để tao ăn chứ. Cho chúng nó ăn làm gì? Đúng không? Đúng rồi. Ông là người khôn ý. Để đấy. Con lấy luôn cho ông ăn nhá. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đây. Mình. Đây. Gói cho kỹ lưỡng vào nhá. Không được để rơi ra ngoài một tí nào nhá, nó phí đi. Vâng nhá. Ạ. Ông ơi, cho con nhỏ tí. Hàng này hàng khoai nướng thơm bổ lắm. Vợ mày gói bánh khoai là ngon lắm. Nhanh mình ơi. Đúng rồi, đúng cái chỗ mà Bu nó vừa đi ấy. Đúng rồi. Ôi rồi, này, có mấy bãi à? Dạ. Mày gọi cái gì? Mày vừa nói cái gì? Thì
chính miệng ông bảo là bây giờ là phóng huế ra rồi à, thì là phải để ông ăn đãi ông. Con vừa bảo của vợ con lấy cho ông ăn đấy, ngon lắm, thơm lắm, toàn mùi khoai nướng thôi. Tiền nhân nhà mày, cái đấy mà ăn được ấy à? Thì vợ chồng mày đã không phải ăn khoai rồi. Ô, thì nhưng mà con lại tưởng là ông lại ăn được. Ông thích. Tiền nhân nhà mày, đồ xò lá. Ông kia ông buồn cười nhà, sao ông cứ đảo lộn đồ và quẹt. Thì chính miệng ông nói là ông muốn ăn, muốn đãi ông mà. Bù đó ơi, cay lắm, điên lắm đấy, nhưng mà không làm gì được đâu nhá. Từ vì làm như thế, ông ấy không để yên cho đâu. Sợ gì? Về. Ôi trời. Lại hỏng mất cái xẻng của tôi rồi. Hỏng hỏng thế nào tôi đút một phát một luôn. Về. Trông mới chanh à, điên lắm cơ. Lý em đây. Biết tội của lão chưa? Em chưa biết. Tội của lão ấy là tại sao không đi giặt quần áo? Thưa bà, là tại chân đau. Ôi trời ơi, cái chân nó đau, cái tay nó có đau không? Ấy rồi, ôi rồi ôi, bà đừng đánh bà ơi. Đau quá. Đánh đâu? Đánh đâu mà kêu đau? Em đau trước không tí bà đánh đau không hết. Đau trước à, đây rồi tí nó sẽ được đau. Làm cái chuyện gì mà ầm làng ầm xã đấy nhỉ? Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thế mà lúc nào ông bảo á, vợ tao sợ tao một phép. Tao bảo dạ là dạ, bảo vâng là vâng. Tao bảo cục luôn là cục. Hóa ra là ông cục vậy. Nổi giỏi thôi. Đấy là tội thứ nhất. Còn tội thứ hai nữa, tôi hỏi lão, tại sao lại lấy tiền của tôi? Lấy tiền của tôi đi chơi gái phải không? Không. Tiền đâu? Tiền của bà em chót đánh thổ tôm mất. Ôi, rồi. Lại thêm một cái tội đánh thổ tôm này thì tổ. Bà đừng đánh đau lắm bà. Cứ để em đi giặt quần áo. Thế mình lạ thế nhở? Mình đã đánh đâu mà kêu đau? Chứ mình hiền thế này mà đã sợ mình rồi hả? Ồ, sợ mình thì càng tốt. Chó chết đi. Vợ hiền như thế này mà cũng biết sợ vợ nữa, thế thì tốt quá rồi còn gì nữa. Ôi trời ơi. Cho lão ấy giặt quần áo đi, cứ giặt đi cho nó đau tay, cho chít, cho đỡ phải đi chơi với gái. Đứng lại. Ôi. Đứng lại. Dạ. Ai cho mày? Mày lấy củi trên đất nhà ông đúng không? Dạ. Ai cho mày lấy củi trên đất nhà ông? Dạ. Mày đã hỏi ông chưa? Mày đã giả tiền ông chưa? Dạ thì dạ bẩm ông, con chỉ bẻ mấy cái cành củi khô thôi mà ông, sao phải lấy tiền nữa ông? Củi à? Củi nhà tao chứ củi nhà mày mà bẻ. Mày phải giả tiền tao ngay. Thì ông định lấy cái bó củi này bao nhiêu tiền ạ? 2 xu. Cái gì? Mày mà không trả 2 xu nhá, ông sẽ báo làng, ông quy mày vào cái tục ăn cắp, mày sẽ rú tù, hiểu chưa? Trời ơi, ông ơi, 2 xu của ông á, con mua được 100 mẫu củi như thế này. Ông làm cái gì mà ông lấy nhiều tiền thế? Mày không trả tiền đúng không? Mày muốn đi tù đúng không? Con sẽ trả, nhưng chỉ nay mai thôi con sẽ trả tiền cho ông. Mày lấy đâu tiền trả ông mà nay mai? Trả ngay bây giờ. Con lấy giấc mơ. Giấc mơ? Vâng. Mơ ra tiền? Vâng. Mày mơ thế nào? Thì con mơ lạ lắm. Cái giấc mơ này mà cả cuộc đời con ấy, con nghĩ là tính từ đời cụ tổ nhà con ấy, cũng chưa bao giờ mà gặp một cái giấc mơ như thế này đâu. Mơ mà ra tiền à? Vâng. Mày mơ thế nào? Con mơ thấy ông. Mơ thế nào? Vâng. Con mơ thấy ông là không giặt áo yếm cho bà, bị bà đánh cho lên bờ xuống ruộng. Chuyện thường ngày hả?
Cái gì? Ông bảo gì ạ? Tao bảo mà là cái giấc mơ của mày nó rất thường. Làm gì có chuyện tao giặt áo yếm cho bà đánh. Không giặt áo yếm bà đánh. Thế ạ? Thường à? Mày còn mơ gì nữa? Thế con... Cái đoạn này nó còn phi thường này. Cái đoạn lúc nãy là nó bình thường. Nhưng cái đoạn này nó là phi thường này. Con mơ thấy... Vẫn là ông. Vẫn là ông. Ông ăn trộm tiền của bà. Ôi... Chưa dừng lại đấy đâu. Ông còn lấy cái số tiền đấy đưa cho cái cô hát ả đào ở đầu làng mình. Ai, mà nhá, bà thì biết là cái chuyện ông lấy trộm tiền của bà rồi, nhưng mà bà chưa biết là ông lấy trộm cái số tiền đấy để đưa cho cô ả đào. Mà sao con ngu thế nhỉ? Thế bây giờ bà chưa biết thì con đến con nói cho bà biết, con kể cho bà biết đúng không? Thế để con đi kể luôn. Cấm nhá. Sao lại cấm? Cái giấc mơ. Cấm. Cái giấc mơ này là cấm. Mày nói ra này vì nó không có thật ấy. Mà nói nhiều thì nó sẽ thành sự thật. Ôi nhá. Ông bà. Dạ. Mày đừng có kể cái giấc mơ đi với ai. Chị... Mày đừng nói cho bà biết à. Nhá. Ông nhá. Này. Dạ. Cái này là im mồm nhá. Dạ. Không được kể ai nhá. Nhõi 5 xu đấy. Con nhớ 5 xu là phải 5 cái như này không ạ? 5 cái như này phải là 5 xu. Ông nhà con nghèo nhưng con rất biết tiêu tiền đấy. Rồi 2, 3, 4, 5. Rồi. Cấm được nói chuyện với ai nhá. Con nhớ rồi. Cấm cả với bà. Rồi nhá. Tức là ông ơi con bảo này, 5 xu này ấy, là cái chuyện mà ông ăn trộm tiền của bà không được phép nói. Đúng. Đúng không? Đúng. Còn cái chuyện mà ông lấy số tiền của bà để đi đưa cho cô ả đào ấy thì ở đâu ông? Chưa thấy đâu. Đây đây. Đâu? Nó ở đây. 5 xu nữa đây. Ông hết tiền rồi đấy. Không còn tiền đâu. Cấm được nói chuyện với ai. Cấm được kể với bà. Nhớ rồi. À ông ơi, con bảo tiền củi bao tiền đấy nhỉ? À 2 xu. 2 xu à? Trời ơi. 1, 2. Nhưng mà thôi, con lấy xu thôi, không lấy củi đâu. Con xin. Mất là thái rồi. Thằng sổ lá. Con thấy là con nghèo nhưng con biết tiêu tiền đấy.